chương 1, mở quán ba nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tám rưỡi tối nay quán ba ma khai trương kính mong quý khách tới dự các tiết mục khai trương nhất định sẽ không làm cho quý vị thất vọng những người yếu bóng vía mời dẫn theo bác sĩ riêng mong các hồn cổ đông đến sớm hơn để sắp xếp quán một cô gái đẹp ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trước mặt là chiếc laptop đang mở, căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím cô duỗi người một cái rồi tiện tay vớ lấy quả táo trên bàn cắn một miếng tiếp đó nhấn phim enter avatar trên kêu kêu tối đi cô đẩy chiếc laptop sang một bên tiếp đó đứng dậy tạo dáng bà chủ rồi cầm điện thoại trên bàn gọi điện cho trung nguyên người được cử đi làm cu li trung nguyên à cậu chậm chạp thật đấy bảo cậu đi mua mấy cốc nước giúp mình thế mà đi hết tiêu cả buổi sáng đầu dây bên kia vọng lại giọng nói đầy ấm ức Tô Di à, cậu cũng thật quá đáng, ngon lành ngồi nhà lên mạng, trong khi bắt mình chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng gắt thế này, lại còn mở miệng trách với cả móc. Cái quán ba rẻ rách của cậu, thuê ở chỗ hẻo lánh, lại còn bày vẽ góp vốn trên mạng, chỉ có một giám đốc, còn một mình mình phải kiêm tất từ nhân viên phục vụ, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, đến việc chạy bàn. Thế mà cậu còn không thấy xấu hổ lại dở giọng chủ tịch hội đồng quản trị với mình. Tô Di bực bội vứt máy điện thoại đi, tiếp đó đạp mạnh con gấu bông trên sofa, vừa đạp vừa rùa. Trung Nguyên chết tiệt, điệu bộ rõ đàn bà vậy mà lại là đàn ông kia đấy. Tô Di và Trung Nguyên đúng là một cặp oan gia, nghe nói hồi mới biết đi hai người vì tranh nhau một quả quýt mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, nói ra cũng lạ. Tuy bao nhiêu năm nay hai người luôn đấu khẩu như vậy nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Tới giờ đến cả việc gây dựng cái quán ba này Trung Nguyên cũng là người góp sức nhiều nhất. Tô Di quyết định không tức nữa, dù gì hiện giờ mình cũng đã là một bà chủ quán ba rồi, ngoài các lý do quán ba đúng là hơi kém một chút, nhìn không được đẹp lắm, địa thế hơi xa. Trang trí có chút đơn giản ra thì cũng chẳng có chỗ nào không hoàn hảo cả bởi trước đây cô chỉ là một người làm công nghèo, lương ba cọc ba đồng, dù gì có sự nghiệp của riêng mình cũng hơn đứt không có, ngày ngày làm công cho người ta cũng chẳng có tiền đồ gì. Tô Di vừa gửi lời mời lên diễn đàn trên mạng, từ nhỏ cô đã thích diễn đàn kinh dị, cô là một fan nhiệt thành hâm mộ chuyện, phim kinh dị. Sở thích lớn nhất của cô là xem phim kinh dị, đọc tiểu thuyết kinh dị, với cô chẳng có chuyện gì có thể khoái hơn việc dọa cho mình sởn gai ốc cả có điều Trung Nguyên nói rằng một điều tra khoa học đã kết luận phái nữ đọc tiểu thuyết kinh dị dễ đạt được khoái cảm đọc, cảm giác đó giống hệt với khoái cảm trong tình dục vậy. Trung Nguyên nói thật về kết quả điều tra đổi lại bằng một trận đánh của Tô Di, nhưng cô nàng vẫn cứ lên diễn đàn kinh dị như thường. Chương 2. Gác đêm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau khi người khách cuối cùng ra về, Tô Di và Trung Nguyên sóng bước đi ra từ quán bar dưới ánh trăng có hai bóng người đứng ở bên ngoài giường như cố ý chờ tô di và trung nguyên tô di nhìn kỹ nhận ra đó là an ly huyền và cô nhân tình của anh ta lạc mỹ an ly huyền là bạn học hồi đại học của tô di mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú có điều lấy vợ sớm cô gái mà anh ta lấy là thiên kim tiểu thư vợ an ly huyền quản chồng rất chặt không ngờ bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài bồ bịch không những thế lại còn dẫn hồ ly tinh tới chỗ này nữa xem ra sợ vợ phát hiện nên mới chạy tới quán ba xa xôi hẻo lánh này để gian díu vụng trộm đây. Tô Di để mình trong quán đêm nay giúp cậu nhé. Việc này Tô Di cảm thấy khó xử bởi nếu vợ của An Ly Huyền biết thì tính mạng của cô e rằng khó mà bảo toàn được. Đúng lúc Tô Di còn đang do dự, An Ly Huyền đã lôi tuột người tình gợi cảm của mình vào trong quán ba. Trước khi vào, anh ta còn rất hào phóng vung tay vứt cho Tô Di mấy tờ tiền. An Ly Huyền không phải không vào nổi khách sạn lớn, chỉ có điều sợ bị người quen bắt gặp. Còn quán ba ma này vừa an toàn lại vừa kích thích, anh ta chỗ nào cũng ra vào hết rồi, nhưng chỗ mới mẻ như thế này chưa từng trải nghiệm qua. Tuy nét mặt Tô Di hiện rõ vẻ tức giận nhưng tay cô lại nắm chặt tiền, hai mắt sáng rực lên đúng kiểu thấy tiền sáng mắt. Trung Nguyên đứng ở bên chỉ còn biết chương 3, lời khuyên bảo chân thành. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quán Ba Ma vừa khai trương, việc làm ăn vô cùng phát đạt lúc nào cũng có một lượng lớn khách tới gặm nhấm nỗi sợ hãi. Chương 4, giết chóc lẫn nhau. Nghe chọn bộ tại mê audio com trung nguyên không dám về nhà mình bởi anh vẫn khiếp sợ vì cảnh tượng tối hôm trước cứ ám ảnh anh bám theo tô di về nhà cô ngủ tô di không chút hào hứng cô nàng ấm ức than nếu vậy mọi người lại hiểu nhầm chúng ta sống chung thì chết sống chung thì sống chung sợ gì chứ chúng ta tình nghĩa sâu nặng thế này cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu phải không trung nguyên cố làm ra vẻ sợ sệt trời ơi Cậu không thể cứ dùng mãi cái cớ gặp ma này để tới nhà mình ăn không, uống không và ở không, đã thế lại còn mang tiếng cho mình nữa. Được thôi, cùng lắm thì tiền lương tháng này mình không lấy nữa được chưa? Coi như làm không công cho cậu. Xem ra Trung Nguyên đã bị bước tới cùng đường rồi. Chỉ thấy khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc của Tô Di dần tươi như đóa hoa dạng rỡ dưới ánh đèn sao cậu không nói sớm nhỉ, có tiền dễ làm việc, nào, vào đây ngồi. Trung Nguyên đau khổ thốt lên một câu. Thật vô liêm sỉ, sao mình lại có loại bạn bè như cậu nhỉ? Chỉ cần có tiền trong tay Tô Di chẳng thèm để ý Trung Nguyên nói gì. Cô gạt Trung Nguyên sang một bên rồi vui vẻ đi tắm. Trung Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đói, anh đi tới tủ lạnh của Tô Di lục một hồi, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì có thể ăn được anh không tài nào chịu được cô bạn Tô Di lười biếng này nữa, liền nói vống vào trước cửa phòng tắm. Bà chủ tủ lạnh nhà bà trống huếch trống hoác tới mức chẳng còn thứ gì rồi. Tô Di vặn nước chảy rất to, cô chẳng thèm để ý tới Trung Nguyên. Trung Nguyên thấy đèn đường bên ngoài cửa sổ giường như rất mạnh rất sáng và cũng rất ấm áp. Tuy hơi sợ nhưng là một người đàn ông lại chỉ vì sợ hãi không dám ra ngoài mua đồ ăn đêm vào lúc chưa đến 12 giờ thì thật bẽ mặt. Bất luận thế nào, cho dù có chết thì cũng phải làm con ma no. Trung Nguyên vừa động viên bản thân vừa lại nhảy đi ra khỏi cửa. Trên đường lúc này chỉ có những cơn gió nhẹ mơn man, gió đầu hạ không lạnh như thế, anh có cảm giác cơn gió đó giống như bàn tay của một cô gái khẽ làm rối tóc của khách bộ hành. Trên con đường dài hun hút, lạnh lẽo chỉ vang vọng bước chân của mình anh, ánh đèn le lói ở tận cuối đường kia chính là quán bán đồ ăn đêm. Ở đó có món mì xào ớt đỏ tươi nóng sốt đang chờ anh tới thưởng thức. Không nên quay đầu lại. Mọi thứ đều ổn, anh không ngừng an ủi mình, đúng lúc anh đang lặng lẽ học luận thuyết chủ nghĩa duy vật thì bỗng một giọng nói vang lên. "Chàng trai à, giúp tôi với." anh quay đầu lại nhìn nhận thấy đó là một bà lão ăn mặc thời nhà thanh khuôn mặt trắng nhợt thoa son đỏ tay cầm một vật gì đó bằng giấy bà ta đang vẫy tay về phía anh chân anh bủn rủn anh không ngừng tự nhủ mình đây là ảo giác và những lời nói ảo mà thôi bà lão đó dần tiến về phía anh một hình nhân bằng giấy được làm rất tinh tế rơi xuống trước mặt anh đôi bàn tay vô số nếp nhăn và đồi mồi với những móng tay dài chìa về phía anh trung nguyên nhìn thấy thế hoảng loạn ngã bịch xuống đất anh nhắm nghiền mắt chờ chết một lúc sau anh lại nghe thấy một câu nói rất ấm áp chàng trai à cho ta xin lỗi đã làm cháu sợ hãi ta không cố ý đâu hôm nay là ngày dỗ con gái ta ta tới để đốt tiền giấy và hình nhân cho nó để nó có thể siêu thoát trung nguyên vẫn không dám mở mắt ha ha chàng trai à nếu cháu không tin lời ta thì có thể nhìn bóng của ta trên mặt đất mà không có bóng đâu trung nguyên lúc này mới dám lấy hết can đám mở mắt anh nheo mắt nhìn xuống đất quả nhiên có một bóng người rõ ràng lúc này anh mới yên tâm đứng dậy phủi đất trên người rồi ngạc nhiên hỏi bác à tại sao đã khuya thế này rồi bác còn ở đây vậy lại còn ăn mặc thế này nữa quả thực rất đáng sợ không giấu gì cháu chàng trai à thời trẻ ta là một thầy mo có khả năng đã làm nhiều việc đắc tội với quỷ thần nên con gái ta mới sớm lìa đời hôm nay là ngày rỗ của con gái ta ta cứ chờ mãi ở nhà đợi nó về ai ngờ sau khi nó về mặt đầm đìa máu cứ ngồi ấm ức ở đó ta chuẩn bị sẵn cho nó nhà vàng nhà bạc kim đồng ngọc nữ kim nguyên bảo nhưng nó đều không nhận cứ đi thẳng ra ngoài Trương nam nhà báo Nghe chọn bộ tại mê audio com Trương Vĩ quân nhíu chặt mày nhìn hiện trường tanh lợm mùi máu Có người đi tới vỗ vào vai anh nhắc Anh quân à, mau chụp ảnh đi, một lát nữa nhân viên pháp y tới đây Tôi muốn quan sát kỹ hiện trường một chút Trương Vĩ quân thầm nghĩ, nhân viên pháp y tới cũng chẳng có tác dụng gì đâu Chỗ này chẳng khác gì một lò mổ viên cảnh sát trẻ vỗ vai anh rồi nhún vai khó hiểu, tiếp tục làm việc của mình. Thâm niên của Trương Vĩ Quân nhiều hơn cậu ta, nên cũng chẳng tiện nói nhiều, đành phải lầm nhầm một mình. Vụ án này chắc chắn do đội trưởng Vương phụ trách, đội trưởng Vương có khi nào nghe ý kiến của người khác đâu. Có nghĩ cũng mất công. Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, không ai biết người trong phòng tắm là ai, nhưng Trương Vĩ Quân nhận định đó chính là Chu Thời Trân. Xem ra chỉ cần khẽ động vào xác cô ta một chút, da thịt sẽ róc ra khỏi xương mất. Trương Vĩ Quân tuy không phải là một người nội trợ nhưng anh cũng biết, để tới mức này thời gian luộc không thể ít hơn 4, 5 tiếng. Bồn tắm lại không có nắp đậy. Anh đã xem xét kỹ, nhiệt độ cao nhất của bình nước nóng có thể đun chỉ là 80 độ C, rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một bồn nước tắm đầy sôi tới mức này? Tiếng bước chân của mấy người vọng tới từ ngoài cửa trương vĩ quân không cần quay đầu lại cũng biết đó là đám vương kiện vương kiện chính là đội trưởng vương người này có tác phong làm việc nhanh chóng dứt khoát lại thông minh được việc tuy rằng hơi nóng vội nhưng mọi người đều phục anh ta dù gì hai huân chương chiến công hạng hai không dễ dàng đạt được rõ ràng phải có khả năng thật sự vương kiện chào trương vĩ quân anh trương à có phát hiện gì mới không đội trưởng vương Trương Vĩ Quân chỉ vào bồn tắm nói. Luộc chín rồi, Vương Kiện nhíu mày. Làm cảnh sát hình sự đã 20 năm nay, nào là xẻ xác, đốt xác, nghiền nát xác đều đã từng gặp, có điều đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phương pháp không đụng hàng như thế này. Làm sao có thể tăng nhiệt được? Đã là cảnh sát hình sự lão luyện, ngay lập tức liền hỏi vào trọng tâm. Mẫu nước đã được mang về làm xét nghiệm rồi không phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào của thiết bị tăng nhiệt cả. Hay là do gia nhiệt bằng điện? Không thể nào, cầu trì tổng của căn nhà này là 20 ampe, cho dù có huy động hết để gia nhiệt bằng điện cũng không thể vượt quá 5 kW, căn bản không thể đun sôi được bồn tắm to thế này. Hơn nữa cho dù có kết nối được thì ổ cắm chắc chắn đã cháy từ lâu rồi. Nhưng nơi này lại chẳng có dấu vết nào của ổ cắm bị cháy cả. Ừ, vương kiện gật đầu lông mày nhíu chặt lại đội trưởng vương tôi cảm thấy trương vĩ quân bắt đầu đưa ra ý kiến của mình anh trương à chờ một chút vương kiện ngắt lời trương vĩ quân rồi kéo anh ta ra khỏi nhà lẽ nào anh không cảm thấy việc này rất có thể do ma làm sao vương kiện khẽ hỏi chính xác tôi cũng cảm thấy như vậy anh xem anh trương à vương kiện lại một lần nữa ngắt lời trương vĩ quân tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, những việc như thế này chỉ có thể nói riêng với nhau thôi, không nên nói trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không được thăng chức lẽ nào anh thực sự không biết tại sao. Ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm, Trương Vĩ Quân muốn mở miệng nhưng không biết phải nói thế nào. Anh thực sự không hiểu, một người nói ra suy nghĩ của mình thì có gì sai chứ, được rồi hai ngày vừa rồi anh chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài hôm nay nghỉ phép đi dù gì hiện trường anh cũng đã tới xem rồi ngày mai nhớ tới họp về thảo luận tình tiết vụ án đấy vương kiện bỏ mặc trương vĩ quân rồi quay người đi vào trong trương vĩ quân mở miệng định nói nhưng lại nhanh chóng khép miệng Tô Di đang bận rộn với việc dọn dẹp vệ sinh trong quán, bỗng từ đằng xa nhìn thấy có cảnh sát đi tới, liền vội vàng chạy ra đóng cửa. Trung Nguyên đang ở trong quầy ba giật thót mình, trách cậu bị dở hơi đấy à? Lát nữa trời tối, khách sắp đến rồi lại đóng cửa làm gì? Bố cảnh sát cách mạng lại tới kia kìa, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Lần nào gặp bố ấy cũng chẳng có chuyện gì hay ho, bọn mình giả vờ không có trong quán là xong chắc chắn bố ấy đã thích cậu rồi, mau mở cửa đi, gây trở ngại không cho cảnh sát thi hành công vụ về ăn cơm tù như chơi đấy, cậu có hiểu không? Tô Di bất cần liếc Trung Nguyên một cái rồi nói. Đồ mù chữ, cậu cứ bốc phét đi, cứ như thể hiểu luật không bằng. Một mặt Tô Di mắng Trung Nguyên nhưng mặt khác vẫn từ từ đẩy cửa ra. Bất kể thế nào, cô vẫn muốn làm một công dân tốt, mở quán nhỏ, kiếm nhiều tiền, lên sàn chứng khoán, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô thực sự không muốn gây khó dễ với cảnh sát. Trương Vĩ Quân dường như đã đoán trước được Tô Di nhất định sẽ mở cửa nên đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tô Di tươi cười, cứ như thể cô chưa từng đóng cửa vậy. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau một hồi, Trung Nguyên chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn ở quầy ba đúng là những nhân tài đóng kịch. An Ly Huyền chết rồi. Chiếc cốc trên tay Tô Di rơi xuống đất khắp nơi là những mảnh thủy tinh vỡ. Đến cả Trung Nguyên cũng giật mình sợ hãi, anh vội vàng chạy từ quầy ba ra. Cậu ấy chết thế nào? Hiện giờ vẫn không biết theo những gì thấy ở hiện trường có thể là tự sát. Không những thế rất giống với cái chết của Lạc Mỹ, da đầu đều bị lột ra. Lúc này Tô Di mới định thần lại, thế còn chu thời chân bị nước sôi luộc chín đầu trương vĩ quân vừa nói xong đã thấy tô di lắc người đi vào nhà vệ sinh kế tiếp đó là tiếng nôn oẹ rất to vọng ra từ nhà vệ sinh khiến trung nguyên còn thấy xấu hổ thay cho cô trung nguyên cố gắng chấn tĩnh đưa một cốc nước cho trương vĩ quân nhưng vì tay run quá nên nước sánh ra ngoài quá nửa hai người bọn họ có phải đã từng qua đêm ở quán bar của anh trương vĩ quân nghiêm túc hỏi trung nguyên vội vàng ngồi xuống anh có cảm giác lúc này anh còn chân thành nghiêm túc hơn so với lần đầu thổ lộ tình yêu với người con gái anh yêu thầm trước đây thưa anh cảnh sát điều này quả thực chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả họ ngủ ở chỗ chúng tôi còn chẳng trả tiền phòng cho chúng tôi chính bản thân họ nói muốn trở lạc mỹ mong các anh điều tra rõ ràng Tô Di đi ra từ nhà vệ sinh, vừa nghe thấy mình có liên quan tới vụ án giết người, liền vội vàng chạy tới nói giúp Trung Nguyên. "Đúng vậy, anh cảnh sát tốt bụng ơi, An Ly Huyền và Chu Thời Chân không thù không oán với chúng tôi, tại sao chúng tôi phải giết họ chứ? Cho dù họ giàu có thì làm sao chứ? Hiện giờ tôi khai trương quán ba cũng có thể trở thành triệu phú mà." Trung Nguyên thầm mắng Tô Di một câu đồ mắc dịch họ tô mê tiền kia cậu không làm bà chủ quả thật là lãng phí tới lúc này rồi còn nói ra những lời như vậy vậy họ rời khỏi chỗ các vị khi nào